Ok, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh channel của Star Vinh nha. Là mình đây. Ok, thì hiện tại là mình vừa mới nhận được cuộc gọi từ bên phía trường phát nhanh anh em ạ. Và nút bạc của mình đã về tới rồi. Nên là bây giờ mình đi lấy nút bạc về cho anh em xem nha. Ok, nhớ hóng nha. Ok, hiện tại là mình vừa mới nhận xong cái bưu kiện của mình nè. Đây. Đây là cái nút bạc nha. Giờ ở đây khá là nắng á cho nên là mình sẽ về anh bốc cho anh em xem là nút bạc đầu tay của chúng ta sẽ có gì. Ok, let's go. Ok, hiện tại mình đã về tới nhà rồi anh em ạ. Ok, và đây chính là cái phòng của mình nha. Thì cái phòng này mình đã xây cách đây khoảng vài tháng rồi. Nhưng mà mình không có quay clip cho anh em xem tại vì trên kênh á mình không có thời gian nhiều, nhưng mà bây giờ mình còn đi học nữa cho nên là thời gian không có nhiều á, cho nên là anh em thông cảm nha. Clip kia mình quay xong rồi mình còn không có thời gian edit mà. Đây chính là cái nút bạc nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi xuống xét cái góc mà unbox cho anh em xem như thế nào nha anh em. Ok, đây chính là cái góc làm việc của mình. Đấy, đây là cửa trước nha. Cái chỉ là cái phòng nhỏ của mình thôi chứ không phải là giàu có vậy đâu anh em. Mình còn xài quạt nữa mà. Cây nhà lá vườn có gì chơi nấy anh em ơi. Và đây chính là cái kênh mà chúng ta đang thấy hiện tại nha anh em. Đó, Star Vinh Room Vlog cũng là cái kênh mà phát triển nhanh nhất trong là những cái kênh mình đã từng xây nha. Đấy, và lời nói đầu tiên thì chắc có lẽ là mình sẽ xin cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Tại vì nếu mà không có anh em giúp đỡ mình chắc bây giờ mình cũng không có sắp tới ngày hôm nay đâu anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì mình sẽ review và tập hợp cho anh em xem cái hộp bạc này có gì nha anh em. A few minutes later. Thì hiện tại mình chỉ quay một mình lên thôi cho nên là nếu mà có chất lượng video nó không tốt á thì anh em thông cảm nha. À, đây chính là cái bưu kiện của mình nhận được. Thì địa chỉ người nhận nè. Ok, và chúng ta sẽ có một cái câu của chúng là chúc mừng bác đã đạt được mục tiêu nút bạc nha. 2024 được gỡ hơn nhé. Ok, đây là bạn cây sơ phạm ở bên đội ngũ của YouTube anh em. Bạn này là nằm trong cái nhóm support cho kênh của mình. Ok, và mình đã gọc ra sẵn cái này rồi để cho đỡ tốn thời gian hơn á. Ok, để xem là trong cái nút bạc này đầu tay chúng ta sẽ lại cái gì đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tấm card visit. Không phải card visit mà là một cái tấm gì đó. Này thì chỉ là tiếng Anh thôi mà. Giống như là một cái danh thiếp nói rằng đây có cái gì đó vậy đó. Mình thì mình không có rành tiếng Anh cho nên là mình sẽ bỏ qua cái này nha. Và chúng ta sẽ có một cái phần giống như là một cái thư chúc mừng thì phải. Đây, nó có là CEO của YouTube do sincerely vậy. Đúng là kiểu như là mình không có học rành tiếng Anh cho nên là chúng ta sẽ không có thể nào mà biết được là như thế nào. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay anh em. Nút bạc YouTube. Đó, anh em thấy gì chưa? Nhìn vô là thấy mặt anh em vô chổng luôn à, uy tín liền đây mà. Ok, và chúng ta sẽ gọi là unbox xem là trong cái nút bạc này chúng ta sẽ có cái gì nha. Thì tất nhiên là sẽ có là nút bạc rồi đúng không? Đây, chính là nhân vật chính của chúng ta nha. Đó, reason to Star Vinh Family for passing 100k subscribers. Đây chính là cái nút bạc đầu tay của mình nha anh em. Đó, anh em thấy không? Xịn sò chứ gì. Và ở phần trước á thì chúng ta sẽ có một cái nút ở chân chỗ này nha anh em. Một cái nút giống như là cái nút biểu tượng của YouTube ấy. Rồi trong đây là một cái gương. Mình nghĩ là như thế. Nếu mà động mạnh chứ mình nghĩ là sẽ vỡ. Nó sẽ vỡ nha. Còn về cái nền cái này á, mình cũng không biết là mình chất liệu gì. Có vẻ như là giống như là nhựa hay là thiết gì đó anh em. Giống như vậy. Mình thì mình thấy nó hơi nặng. Cảm giác nó nặng luôn á anh em. Còn không biết là trong đây nó có gì nha. Để phía sau xem. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái phần để cho chúng ta gài vô cái đinh trên tường. Thì cái chủ yếu là cái này để cho chúng ta đề co bằng cách là treo tường á, cho nên là chúng ta có những cái này. Ok. À đây chính là thành quả của chúng ta sau là gần một năm phấn đấu nha anh em. Thì sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao mà cái tên trên nút bạc không phải là Star Vinh Vlog mà là Star Vinh Family đúng không? Thì thật sự mà nói, cầu xanh này nó bị chết mờ rồi. Hình như là mình để bị cấn cái bàn phím rồi phải. Mình sẽ để cái này thấp xuống đi anh em. Để mình đây, để vào một bên đi. Cái nào xong rồi mình để vào một bên nha. Ctrl A. Rồi, ok. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao mà cái tên này thế là Star Vinh Family mà không phải là vlog đúng không? Thì lý do là hiện tại là YouTube á, mình có rất là nhiều kênh. Mình sẽ cho anh em xem nha.
Cái kênh chính mà mình tạo đầu tiên luôn thì đó chính là cái kênh mà mình làm về Free Fire, chính là cái kênh này anh em. Thì đây đây chính là cái kênh mà đầu tay của mình và cũng là kênh lên 100.000 người đăng ký đầu tiên luôn. Tuy nhiên thì do vấn đề là gậy cộng đồng á, cho nên là thành ra là kênh này vẫn không có nút bạc cho đến thời điểm hiện tại. Thì cho nên là những cái kênh mà mình tạo ra sau này á thì đều là thành viên trong cái gia đình hệ thống kênh của mình, đó chính là Stream Family. Thành ra là mình muốn lấy cái tên của kênh Vlog anh em cho cái nút bạc này, nó bao gồm tất cả những thành viên của chúng ta trên tất cả các kênh nha. Đó thì lúc trước á, là mình có một cái bài đăng mình nói với anh em về một cái câu chuyện. Thì mình có nói với anh em là mình đã nợ anh em một cái nút bạc tại kênh này rồi, tức là nằm bên kênh này anh em. Đây, mình đã có một bài đăng như thế này mà nó nợ anh em một cái nút bạc từ kênh này, nhất định mình sẽ trả lại mọi người hãy đợi mình. Và mình có để anh em là một cái link, thì link này chính là cái link mà của cái video mà mình đang xem hiện tại anh em, chính là cách thức tỉnh Mochi V2 ở bên C2 nhanh nhất. Thì đó chính là cái khởi nguồn cho câu chuyện mà kênh mình nó có tên là Sợi Dân Family chứ không phải là Sợi Dân Golog như trên nút bạc mà mình từng muốn nha anh em. Cho nên thành ra là mình muốn là anh em khi mà nhìn vô cái tên nút bạc Sợi Dân Family này nè, thì anh em sẽ biết một điều á, đó chính là đây là nút bạc của tất cả những bạn mà đã từng theo dõi mình chứ không phải là của riêng gì kênh mình, và không phải riêng gì công sức mình bỏ ra nha. Đó, nói chung tất cả những người mà đã từng biết mình trên YouTube để cho anh em có thể là hội tụ lại trong cái nút bạc này. Đó, thì đó là lý do mình đặt tên như vậy nha. Thì thật sự mà nói là đạt được cái con số ngày hôm nay mình rất là vui và rất là mừng luôn anh em ạ. Thì đây là cái nút bạc đầu tiên mà mình lấy luôn em, đó là nút bạc đầu tiên mà mình lấy luôn, cho nên đó là mình cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi và đồng hành cùng mình đến thời điểm hiện tại nha. Và hy vọng đó là sau này nếu mà kênh khác của mình có may mắn mà được 100.000 người đăng ký nữa thì mình cũng sẽ làm vlog để mà unbox tiếp tục nha. Thì nhiều bạn trong video thì có nhiều bạn vẫn chưa biết mặt mình á, thì video ngày hôm nay thì mình cũng xin là cho anh em xem mặt luôn. Đó chính là anh em thấy nãy giờ đúng không? Thật ra nếu mà anh em nào đã từng có xem kênh mình nhiều á thì anh em sẽ biết một điều là mình đã từng show mặt trên cái kênh Sở Dinh Family này rồi. Ủa mình sẽ nói Sở Dinh TV chứ. Thì đây chính là cái kênh vlog chính thức của mình nha. Mà những bạn nào không chê thì anh em có thể là theo dõi kênh này. Thì kênh này thì mình ít ra video lắm tại vì không có thời gian, với lại mình cũng không có thiên về làm vlog anh em. Nên thành ra mình cũng không có video trên kênh này nhiều, chủ yếu là những video mà về vùng quê của mình thôi. Đó, cho nên là anh em xem được thì anh em có thể là xem ủng hộ mình nha. Ok, thì còn một cái câu chuyện nữa mà nhiều bạn cũng có hỏi mình luôn, đó chính là mình và Starboy VN có phải là một người hay không? Thì câu trả lời sẽ là không nha. Thật ra mình là mình chứ không phải là Starboy gì cả. Lý do là nhiều bạn có nhầm tưởng mình với Starboy á, chính là mình có để thành cầu vàng giống như anh Boy, cho nên thành ra là anh em tưởng mình là Starboy đúng không? Mà không phải đâu anh em. Bây giờ cầu vàng á là do là mình thích Shiba thôi chứ không phải là mình thích gọi là Pha-ke đâu anh em. Tại vì mình thích Shiba, anh em cũng thấy á, là con cầu vàng của mình á nó có đeo kiếm, còn con cầu vàng của anh Boy á là có đeo đeo cái tai phone chùm trên đầu đúng không? Đó thì đó là dấu hiệu nhận biết nha, chứ không phải là mình tự nhiên mình bỏ kênh chịu súp xong rồi nhảy qua kênh làm lại kênh mới đâu anh em, không phải nha anh em. Cho nên nó thành ra là nếu mà anh em nào mà nghĩ mình là Starboy VN á thì không phải đâu anh em à. Ok, thì tóm lại á, một điều là hôm nay chủ yếu là review cho anh em xem xuyên xuyên cái nút bạc này, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tại sao ta để cái gì thì mặt luôn nhìn nó trong hơn nhỉ như là có ánh hào quang của nút bạc anh em. Đây tôi sẽ làm lại cho anh em xem, nó nếu mà che với khuôn mặt thì kiểu như cái mặt sẽ sáng hơn xíu thì phải. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi hết gọi là cái chặng đường của mình nha. Nếu mà thấy là thích kênh mình á thì đừng ngần ngại mà cho mình xin một like và đăng ký kênh, kèm theo là bật nút chuông thông báo trên kênh lên để mà mỗi khi mình ra video mới về top food hoặc là những sự kiện của Free Fire thì anh em sẽ nhận được thông báo và anh em sẽ vào xem nha. Đừng có xem chùa nghe chưa, xem chùa là tôi giận đó. Ok, cảm ơn mọi người, hẹn lại mọi người vào những video tiếp theo. Và nếu mà anh em nào có ở Hậu Giang á thì nếu mà anh em nào chạy đi đây đi đó thì chắc là anh em sẽ gặp tôi. Anh em thấy thằng nào chạy chiếc mô tô màu đỏ là tôi đó. Ok, đồ đó anh em. Cảm ơn anh em quá nhiều nha. Còn giờ, bye bye anh em. Chúc anh em gọi là nghỉ Tết vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Bye bye. Còn một cái vấn đề nữa, đó chính là anh em biết gì không? Thì cái video này là mình đã quay sau khi mà mình đã unbox nút bạc lần trước rồi. Thì do cái sụt video kia mình bị lỗi anh em, cho nên là mình không có đăng được.
nên thông cảm nha. Tại vì hôm bữa là lấy lúc bạn về gọi là quay liền rồi đó, nhưng mà cái sụt kia bị lỗi cho nên thành ra mình mới quay lại video lại để cho anh em thấy là có cảm giác của một người gọi là đập nút bạc luôn nha. Thông cảm nha, tại vì cái này mình không cố ý đâu anh em, nhớ thông cảm cho tôi nha anh em.